10 lý do chị em nên ngủ sớm để thần thái luôn rạng ngời. 1. Giới thiệu. Giấc ngủ là một thành phần thiết yếu của sức khỏe và hạnh phúc tổng thể, có tác động đáng kể đến sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc. Đặc biệt, ngủ đủ giấc có ảnh hưởng sâu sắc đến ngoại hình của phụ nữ, dẫn đến một cơ thể đẹp hơn, tràn đầy sức sống. Bài viết này sẽ khám phá 10 lý do tại sao phụ nữ nên ưu tiên có được một giấc ngủ ngon và những lợi ích đi kèm với nó. 2. Làn da đẹp hơn. Một trong những lợi ích quan trọng nhất của việc ngủ đủ giấc là cải thiện sức khỏe làn da. Trong khi ngủ, cơ thể giải phóng các hormone tăng trưởng kích thích sự phát triển và sửa chữa tế bào. Quá trình này rất quan trọng để sửa chữa làn da bị tổn thương, giảm viêm và tăng sản xuất collagen, có thể dẫn đến làn da trẻ trung và rạng rỡ hơn. 3. Giảm bọng mắt và quầng thâm. Ngủ đủ giấc cũng có thể làm giảm sự xuất hiện của bọng dưới mắt và quầng thâm. Thiếu ngủ có thể khiến các mạch máu dưới mắt giãn ra, dẫn đến sự xuất hiện của quầng thâm. Ngoài ra, chất lỏng có thể tích tụ dưới mắt, dẫn đến bọng mắt và bọng mắt. Ngủ đủ giấc có thể giúp làm giảm sự xuất hiện của những vấn đề này, giúp bạn có vẻ ngoài tươi tắn và trẻ trung hơn. 4. Tăng năng lượng. Một giấc ngủ ngon có thể dẫn đến tăng mất năng lượng, giúp bạn tập thể dục dễ dàng hơn, duy trì hoạt động và duy trì cân nặng khỏe mạnh. Những phụ nữ ưu tiên giấc ngủ thường có nhiều năng lượng và động lực để tham gia vào các hoạt động thể chất. Điều này có thể dẫn đến tăng cường cơ bắp và sức sống tổng thể của cơ thể. 5. Tâm trạng được cải thiện. Giấc ngủ cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh tâm trạng và cảm xúc. Phụ nữ ưu tiên giấc ngủ có nhiều khả năng cải thiện sức khỏe tinh thần và cảm xúc. Điều này có thể dẫn đến cách nhìn tích cực hơn và phong thái hấp dẫn hơn. Ngược lại, thiếu ngủ có thể dẫn đến thay đổi tâm trạng, lo lắng và cáu kỉnh. Tất cả đều có thể tác động tiêu cực đến ngoại hình và sức khỏe tổng thể. 6. Giảm căng thẳng. Ngủ đủ giấc là một yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát mức độ căng thẳng. Căng thẳng mãn tính có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm tăng cân, mất cân bằng nội tiết tố và các vấn đề về da. Ngược lại, ngủ đủ giấc có thể giúp cơ thể kiểm soát căng thẳng và ngăn ngừa các tác động tiêu cực liên quan đến căng thẳng mãn tính. 7. Giảm viêm. Giấc ngủ đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm viêm trong cơ thể. Điều này có thể có tác động đáng kể đến sức khỏe tổng thể và hạnh phúc. Viêm mãn tính có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm các vấn đề về da, tăng cân và các bệnh mãn tính như tiểu đường và bệnh tim. Ưu tiên cho giấc ngủ có thể giúp giảm viêm trong cơ thể, dẫn đến vẻ ngoài khỏe mạnh và hấp dẫn hơn. 8. Cải thiện chức năng nhận thức. Ngủ đủ giấc cũng rất quan trọng đối với chức năng nhận thức, bao gồm trí nhớ, sự chú ý và khả năng ra quyết định. Những phụ nữ ưu tiên giấc ngủ có nhiều khả năng cải thiện chức năng nhận thức. Điều này có thể dẫn đến năng suất làm việc tốt hơn, cũng như vẻ ngoài tổng thể hấp dẫn và thành công hơn. 9. Cải thiện chức năng miễn dịch. Giấc ngủ cũng cần thiết cho chức năng miễn dịch thích hợp, có thể giúp ngăn ngừa nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm các vấn đề về da, bệnh mãn tính và thậm chí là ung thư. Phụ nữ ưu tiên giấc ngủ thường có hệ thống miễn dịch mạnh mẽ, dẫn đến cơ thể khỏe mạnh và hấp dẫn hơn. 10. Kết luận. Tóm lại, ngủ đủ giấc là điều tối quan trọng đối với những phụ nữ muốn duy trì một cơ thể khỏe đẹp và tràn đầy sức sống. Từ việc cải thiện sức khỏe làn da và giảm quầng mắt đến tăng năng lượng, cải thiện tâm trạng và giảm viêm, giấc ngủ đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và hạnh phúc. Phụ nữ ưu tiên giấc ngủ thường có vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ và cuộc sống viên mãn, thành công.